Hello tất cả mọi người. Hôm nay Huy sẽ chia sẻ một về những cái kinh nghiệm Huy trồng Monstera. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video này thì hãy bấm nút đăng ký, đồng thời là theo dõi blog huykiểnlè.com ha, dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người nhiều. Cái Monstera là một cái dòng cây phải nói là có sức khỏe tốt nha mọi người, có sức khỏe tốt. Nếu mọi người hiểu được cái sức khỏe của rễ cây, đó, người thấy hạt rễ rất là nhiều này, và rễ ở đây cũng rất là nhiều. Mình trồng trong chậu rất là nhỏ, tuy nhiên cây nó mọc ra vẫn là ổn ha. Đó, như mọi người thấy cái trồng cái cây Monstera này á, thì nó không quá khó như mọi người thường nghĩ. Thì có thể là đây mình trồng có nhiều kinh nghiệm nên mình nói thế thôi. Tuy nhiên á, những cái vấn đề trồng Monstera này mọi người gặp phải đó chính là mà mọi người thường hay chia sẻ với mình á, đó chính là đầu tiên á là cây bị cháy lá. Cây bị cháy lá ha. Monstera này á, thì đối với cái vấn đề mà cháy lá thì mọi người hãy lưu ý ha. Đó chính là nếu trước khi mua cây ấy, mọi người hãy cố gắng ha, nếu có tiền mọi người cố gắng chọn một cái cây mà có bộ gen là gen va tiger á. Tiger là cái kiểu gen như vậy này, hoặc là gen như vậy này đó, có nghĩa là cái phần trắng nó lem nhỏ nhỏ và nó nhuyễn và nó chảy đều hết trên mặt lá, chứ nó không phải là kiểu gen mạng như vậy. Kiểu gen mạng như vậy ấy, nó rất dễ cháy nha mọi người. Và bản chất không phải rất dễ cháy mà nó rất khó để giữ cho nó nguyên vẹn đến trong một thời gian dài. Đó. Thì khi mà trồng Monstera này có ba yếu tố chính á, nó ảnh hưởng đến cái sự cháy của Monstera. Đầu tiên là cái sức khỏe của rễ. Mọi người lưu ý ha, nếu rễ nó không khỏe, rễ khỏe là một bộ, cái bộ rễ khỏe là một bộ rễ nó không phải nó nhiều là nó khỏe đâu nha. Một bộ rễ nó tất cả những cái chức năng trên rễ nó hoạt động tốt, đó chính là nó có nhiều lông hút này, lông hút hút được nước này, và nó lông hút trên rễ hút được nước này, hút được dinh dưỡng này, bộ rễ nó không bị stress này, đó, và nó hút đầy đủ dinh dưỡng, thì đó là một trong những bộ rễ mình đánh giá bộ rễ khỏe và rễ có một lượng đủ nhiều để nuôi các lá. Tiếp theo đó chính là yếu tố ổn định trong cái môi trường chăm sóc này. Yếu tố ổn định nghĩa là sao? Khi mọi người đặt cây ở một vị trí nào á, mọi người cố gắng đặt nó yên ở đó. Và cái vị trí đó mọi người phải cung cấp được cho cây đầy đủ cái yếu tố về ánh sáng đủ, độ ẩm đủ, dinh dưỡng đủ, nước đủ đều. Và hạn chế di chuyển nha. Có rất nhiều anh em mới khi trồng cứ nghĩ đơn giản là đặt cây trong cái chỗ đấy, góc đấy tối tối, còn khi nào rảnh á thì mang cây ra phơi nắng để cho nó ăn sáng, thì đó là một quan niệm sai lầm ha. Chính cái làm cái việc đấy sẽ khiến cho cây yếu hơn và dễ bị cháy hơn đối với những cái cây Monstera Arbo này á. Bởi vì là cây sẽ bị sốc bởi vì sự thay đổi về môi trường, về ánh sáng ha. Cho nên là mọi người lưu ý không nên làm cái hành động đấy khi chúng ta chăm cây. Để chỗ nào cố định cho đấy, ví dụ cái khu vực đấy mình thích để đấy mà nó ít sáng, như là một cái góc nào trong nhà á, thì mọi người cố gắng bổ sung cái đèn quang hợp. Và Huy cũng có rất nhiều bài viết về đèn quang hợp trước khi mọi người quyết định mua, tìm hiểu những kiến thức này. Và khi mua thì mình cần làm những cái gì trong cái việc setup đèn quang hợp để chiếu sáng cho cây, Huy có để lên các bài viết ở trong cái phần link bên dưới phần mô tả. Đó. Cái vấn đề tiếp theo nữa là cách tưới nước và độ thông thoáng. Đối với cái việc mà mình trồng Monstera Arbo này á, mà trồng trong nhà á, mọi người nên có một cái chu kỳ nhất định khi tưới nước ha. Lý giúp mình nha, chu kỳ nhất định. Không phải là cái việc là ngày nào cũng tưới. Bởi vì đúng cái câu chuyện ngày nào cũng tưới là một chu kỳ nhất định. Tuy nhiên mình tưới nước á, mình phải đợi cho giá thể nó khô hẳn ha. Cái phần giá thể này nó khô hẳn á, thì khi đó cái bộ rễ nó mới dễ chịu hơn, nó không bị ngậm nước trong một thời gian quá dài. Nó sẽ bị tích nước và thừa nước. Và cái việc thừa nước á, mình tưới thừa nước á, thì nó mình tưới nhiều nước quá thì những cái nước đấy nó lá cây nó sẽ thải ra phía bên ngoài này đó. Cho nên mọi người buổi sáng đôi khi mọi người để ý á, có cái những cái giọt nước nằm ở rìa nè, đó là cái tình trạng gustation á, thải nước ra bên ngoài ha, của lá trong buổi đêm. Thì cái việc mà thải nước ra đấy á, mà cộng thêm yếu tố là không thông thoáng đấy, là cái giọt nước đó, nó đậm trên cái phần lá va lâu quá khoảng cỡ vài tiếng, và cái tình trạng đấy xảy ra thường xuyên trong một thời gian dài á, ví dụ đâu đó vài tuần hoặc vài tháng á, thì cái phần va này ha nó sẽ bị
tức nước lâu và bị cháy. Sau đó cái phần cháy nha mọi người lưu ý nha, phần cháy nó sẽ lan hết luôn và nó cháy hết phần va luôn. Thì đó là một trong những nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba đó chính là mọi người cung cấp dinh dưỡng cho nó ở cái mức vừa đủ thôi, không nên cung cấp nhiều dinh dưỡng. Chính cái việc cung cấp nhiều dinh dưỡng và nó thoát nước ra buổi tối, mọi người hiểu nha, cái việc mà nó thoát nước ra, giọt nước ra buổi tối á, đó là cơ chế của cây rồi, mình không thể cản được. Mình chỉ cản cái phần mà không cho nước đọng trên này nhiều thôi, bằng cách là sử dụng quạt và gió thông thoáng để cho thổi cho giọt nước nó mau khô hoặc mau rớt đi đó. Còn cái việc mà mình bón phân nhiều và cộng thêm tình trạng là nước thoát ra này thường xuyên, thì sau một thời gian á, bón phân thừa nha, nó sẽ đưa những cái thành phần nguyên tố đấy, như là thành phần nguyên tố đấy mình hay gọi là muối á, sẽ đưa vào cái rìa mép này, đi theo nước ra rìa mép, thì nó sẽ làm vàng lá mau hơn và cháy. Không chỉ cháy ở cái lá, không chỉ cháy ở cái lá va mà nó còn cháy ở cái lá xanh luôn. À, nếu mà nước thì khó cháy lá xanh, nhưng nếu mà nước cộng thêm thừa phân thì nó sẽ làm cháy lá va luôn. Thì đó là trong một trong kinh nghiệm của mình trong cái việc mà một trong những kinh nghiệm của mình trong cái việc mà giữ cho phần lá va nó được lâu đó. Thì kinh nghiệm của mình nói chung chỉ có thế trong phần lá va thôi. Mọi người lưu ý ha, cái cây elbow này có rất nhiều kiểu gen, cho nên mọi người nếu có tiền á, nếu có tài chính tốt, hãy chọn một kiểu gen ok, kiểu gen ổn như va gen tiger này. Nó là một trong những kiểu gen khá là mắc, gen tiger nha, nó là một trong kiểu gen mắc nhất, nó mắc sánh ngang với half moon luôn. Half moon là kiểu gì? Là kiểu mà một nửa trắng hết, một nửa xanh hết. Thì cái kiểu đấy cũng là một kiểu dễ cháy nhất luôn. Kiểu half moon đấy là một trong những kiểu gen rất là dễ cháy. Tuy nhiên nó mắc là bởi vì cái mật độ phân bố đều một nửa này một nửa kia, khiến cho nhìn ấn tượng, rất là ấn tượng ngay đầu tiên và khó giữ. Vừa mắc, vừa dễ cháy, vừa khó giữ được cái kiểu gen đấy và vừa độc lạ. Thì chính cái vấn đề đấy khiến cho cái chiếc cây mà có một những cái lá xanh nửa trắng á, khiến cho nó mắc hơn nhiều ha. Thì cảm ơn mọi người nhiều. Có thể trong những clip tiếp theo thì sẽ nói nhiều hơn về Monstera để cho mọi người có thêm kiến thức, có thêm lựa chọn trong việc trồng cây này. Cảm ơn mọi người nhiều nha.